Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Lào khen học trò, khẳng định vẫn vui dù thua U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Michel West khen ngợi cầu thủ U22 Lào đã chơi nỗ lực trong trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam ở trận gia quân bảng B SEA Games 32 lúc 19 giờ ngày hôm nay 30 tháng 4. Huấn luyện viên Michel West chia sẻ sau thất bại 0-2 của U22 Lào trước U22 Việt Nam trong trận gia quân. U22 Lào muốn giữ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ở trận này U22 Việt Nam tấn công khá tốt. Cầu thủ số 7 là Văn Đô có một số cơ hội nhưng không may mắn. Với U22 Lào dù thua trận nhưng tôi vẫn hài lòng. Chúng tôi đã chơi tốt. Các cầu thủ đã thực sự muốn làm được điều gì đó, không chỉ là phòng ngự trước U22 Việt Nam. U22 Lào đã gây bất ngờ khi chơi tốt trước U22 Việt Nam ở trận gia quân. Dù thủng lưới sớm ở phút thứ hai, song các học trò của huấn luyện viên West đã chơi đầy nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. U22 Lào cũng trình diễn lối đá tấn công biến hóa, xử lý bóng khó lường nhờ tốc độ của các cầu thủ tấn công. Không ít lần ở trận này, hàng thủ U22 Việt Nam bị đánh bại bởi những pha lên bóng sắc sảo của U22 Lào. Huấn luyện viên West đánh giá Chúng tôi biết có thể mắc sai lầm trước U22 Việt Nam nếu dâng cao gây áp lực. Nhìn U22 Việt Nam đá tại Doha Cup 2023, chúng tôi biết điều gì chờ đợi mình. Tôi đã đợi đến 15 phút cuối mới thay đổi để kiếm bàn gỡ. Tỷ số hòa có lẽ là công bằng hơn. U22 Việt Nam đã có bàn thắng may mắn bởi họ ghi bàn khi thủ môn U22 Lào chưa sẵn sàng. Nếu không thủng lưới bàn ấy, nếu tỷ số là không đều khi ấy sẽ công bằng hơn, chúng tôi sẽ dễ đá hơn. Còn bàn thua thứ hai thì rõ ràng rồi khi U22 Lào phải đẩy cao. Nhà cầm quân người Đức cũng đánh giá huấn luyện viên Chua Dơ cần thêm thời gian giống huấn luyện viên Park Hang Seo trước đây để biến U22 Việt Nam thành tập thể mạnh. Nói về cơ hội của U22 Lào ở bảng này, huấn luyện viên West chia sẻ. Muốn đi tiếp, U22 Lào phải thắng 3 trận còn lại. Điều đó chẳng dễ dàng gì, bởi U22 Malaysia cũng không yếu hơn U22 Việt Nam. U22 Singapore cùng trình độ với chúng tôi, còn trận gặp U22 Thái Lan sẽ rất căng thẳng. Tháng 10 tới đây, U22 Lào sẽ đá vòng loại World Cup 2026. Tôi cần tìm thêm nhân tố để giúp đội lọt vào vòng loại thứ hai. Nhìn tổng thể tôi vui khi U22 Lào đã gây bất ngờ, làm khó đội bóng mạnh như U22 Việt Nam. Cổ động viên Thái Lan nói điều khó tin về U22 Việt Nam dù thắng Lào. Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự ngỡ ngàng về màn trình diễn của U22 Việt Nam và U22 Lào tại SEA Games 32. Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu khá chật vật tại SEA Games 32. Ở trận gia quân bảng B, thầy trò huấn luyện viên Philip chưa Dơ đã phải rất vất vả mới có được thắng lợi 2-0 trước U22 Lào. Hai pha lập công của Văn Tùng và Quốc Việt ở đầu và cuối trận giúp U22 Việt Nam có 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 32. Dẫu vậy màn trình diễn trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là chưa đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ. Thậm chí nếu không có may mắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Quan Văn Chuẩn U22 Việt Nam cũng phải vào lưới nhặt bóng trước những cú dứt điểm nguy hiểm của U22 Lào. Chứng kiến sự thể hiện của U22 Việt Nam, người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là cổ động viên từ Thái Lan, bày tỏ sự ngỡ ngàng. Nhiều bình luận đáng chú ý về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B SEA Games 32 đã được đưa ra trên diễn đàn Asian Football. Cổ động viên Anu Son Phung Súc không thể tin là Lào chơi tốt ngang ngửa Việt Nam vậy. Trước trận đấu này, trong 10 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam và Lào đã gặp nhau 7 lần và cả 7 lần chiến thắng đều thuộc về Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam đã ghi 32 bàn trong 7 trận đấu đó và chỉ để thủng lưới 5 lần. Hiện tại U22 Việt Nam đang có 3 điểm, hiệu số dương 2 như U22 Thái Lan nhưng tạm xếp sau ở vị trí thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 do kém số bàn thắng là 2 so với bảng. Ở lượt trận tiếp theo bảng B SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Singapore vào lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 5. Cổ động viên Lào phản ứng bất ngờ sau trận thua U22 Việt Nam Cổ động viên Lào đã đưa ra những bình luận khác nhau sau trận gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32. U22 Việt Nam vừa có trận gia quân gặp U22 Lào vào tối ngày 30 tháng 4. Trên sân vận động Prince, thầy trò huấn luyện viên Chua đã có chiến thắng với tỷ số 2 0 trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Lào đã phản ứng khác nhau về kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Tài khoản Suli Yavong Khôn Sô Mê Bôn viết Rất vui khi được xem Lào thi đấu hôm nay Mong mọi người đừng thất vọng Nếu như đội chúng ta không vào được bán kết Chúng ta đã chơi rất hay trong hiệp 1 Và nên nhớ đây là bảng tử thần Luôn ủng hộ những người anh em chúng ta Lào, Thái Lan, Việt Nam Thua nhiều quá Nên tôi cũng quen rồi Khán giả Thốc Chamroen nhận xét Trận đấu không tệ với U22 Lào Bởi chúng ta biết rằng U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh Chúng ta đã chơi tốt thứ chúng ta thiếu là một bàn thắng. Người hâm mộ có tên là Tovilai xem bày tỏ sự tiếc nuối. U22 Lào không may mắn. Hàng phòng ngự của Lào chơi chưa đủ tốt. Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ gặp Singapore vào lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 5, trong khi đó U22 Lào gặp đối thủ là U22 Malaysia. Sau lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Chua Dơ tạm đứng nghỉ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Vị trí nhất bảng thuộc về U22 Thái Lan. Voi Chiến vừa có chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore ở lượt trận diễn ra lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Trước đó ở cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng U22 Lào đã đưa ra đánh giá về đoàn quân của huấn luyện viên chưa Dư. Thật khó để so sánh bóng đá Lào với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên trong năm vừa qua, bóng đá Lào cũng đã có được thành tích nhất định trong khu vực Đông Nam Á. Tôi không thể tiết lộ những điều mình đã nghiên cứu về U22 Việt Nam. Theo đánh giá của tôi, U22 Việt Nam có lối chơi rất linh hoạt, luôn đẩy đội hình lên áp sát tầm cao. Cổ động viên Đông Nam Á gửi mưa lời khen tới Lào, chê bai U22 Việt Nam. Dù để thua trước U22 Việt Nam ở trận khai mạc, nhưng Lào vẫn nhận được nhiều lời khen từ các cổ động viên. Ngay ở trận gia quân môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Lào đã sớm phải đụng độ nhà đương kim vô địch U22 Việt Nam. Dù rất cố gắng, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mid-West đã phải nhận trận thua với tỷ số 0-2 sau hai pha lập công của Nguyễn Văn Tùng và Quốc Việt. Thực tế U22 Lào đã có 90 phút thi đấu cực kỳ kiên cường. Các cầu thủ Lào kiều đang chơi bóng ở nước ngoài có màn trình diễn tốt và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của U22 Việt Nam. Thực tế ở phút thứ 75, U22 Lào đã đưa bóng chạm xà ngang khung thành U22 Việt Nam. Để lại bình luận trên trang Asian Football cổ động viên có tên là Suli Ya Vong, Khon Me Mebun, động viên tinh thần của các cầu thủ U22 Lào. Thật vui vì nhìn thấy màn trình diễn tốt của các cầu thủ Lào trong buổi tối này, đừng nổi nóng khi đội không thể vượt qua được vòng bảng để tiến tới bán kết của SEA Game. U22 Lào đã rơi vào bảng đấu tử thần với các đội bóng rất mạnh ở giải đấu năm nay. Tương tự với ý kiến phía trên, tài khoản Facebook có tên Thok Chamreon cũng để lại bình luận ủng hộ màn trình diễn của U22 Lào. Không quá tệ cho Lào, chúng ta đều biết U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Trong khi đó, cổ động viên Chezegut Red tới từ Malaysia lại lên tiếng chê bai U22 Việt Nam. Nếu cứ thi đấu như thế này, U22 Việt Nam cùng lắm chỉ lọt tới top 4 mà thôi. Tài khoản Facebook có tên là Kim Nhun tới từ Phnom Penh, Campuchia cho rằng U22 Việt Nam đang không thể hiện được nhiều điều. Lào đang cho thấy màn trình diễn tốt nhất của họ, trong khi U22 Việt Nam chơi khá nhạt nhòa trong hiệp 1. Hy vọng hiệp 2 sẽ hấp dẫn hơn đôi chút. Cổ động viên Thái Lan có tên là Anu Son Phung Súc lại có bình luận đả kích khá thâm sâu. Không ngờ Lào lại đá hay giống như U22 Việt Nam. Có được chiến thắng 2-0 trước Lào, U22 Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng B sau U22 Thái Lan. Voi chiến đã có màn trình diễn ấn tượng hơn hẳn bằng thắng lợi thuyết phục 3-1 trước U22 Singapore. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp chính U22 Singapore vào lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 5. Huấn luyện viên Thái Lan soi dò U22 Việt Nam sau chiến thắng đầu ở SEA Games 32. Huấn luyện viên Isara Sritaro cho biết trong buổi họp báo rằng ông sẽ ở lại xem trận đấu của U22 Việt Nam. Chiều ngày 30 tháng 4, U22 Thái Lan đã có trận gia quân mỹ mãn với chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore tại SEA Games 32. Đoàn quân của huấn luyện viên Isara Sritaro không tốn quá nhiều sức lực với hai bàn thắng trong hiệp 1 và một bàn trong hiệp 2. Dù giành chiến thắng, huấn luyện viên trưởng của U22 Thái Lan tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết Đầu tiên tôi phải nói lời cảm ơn đến cả đội và đông đảo truyền thông Thái Lan đã ủng hộ cho toàn đội. Tôi rất vui khi có 3 điểm trong trận đầu gia quân. Dù vậy, đội vẫn mắc một số sai lầm để cho U22 Singapore có cơ hội tấn công ngược lại chúng tôi và ghi bàn vào lưới U22 Thái Lan. Có lẽ sau khi trở về, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại cách chơi. Ở lượt trận tiếp theo trong khuôn khổ bảng B SEA Games 32, U22 Thái Lan sẽ có khoảng nghỉ khá dài trước khi gặp U22 Malaysia vào ngày 6 tháng 5. Huấn luyện viên Sritaro tỏ ra thận trọng ở trận này. Hôm nay U22 Thái Lan đã có kết quả tốt, dù vẫn có một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại trong vài ngày tới, tập trung nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. Tôi cũng muốn chúc mừng U22 Singapore. Lứa cầu thủ trẻ của họ rất tốt, có tinh thần chiến đấu cao. U22 Thái Lan đã khởi đầu tốt hơn, nhưng sau đó Singapore đã cuột khởi mạnh mẽ. Đáng chú ý ở cuối cuộc họp báo, nhà cầm quân Thái Lan có nhắc tới U22 Việt Nam. Ông cho biết, tất nhiên là chúng tôi sẽ phải nán lại theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Tôi rất tôn trọng đội tuyển U22 Việt Nam vì các bạn là một đội bóng mạnh. Tôi nghĩ rằng trận đấu giữa hai đội sẽ vô cùng hấp dẫn. Với 3 điểm có được trước U22 Singapore, Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B SEA Games 3 Cục diện bảng đấu của U22 Việt Nam được dự đoán sẽ đầy kịch tính khi cả ba đội là U22 Thái Lan, Việt Nam và Malaysia chia đều cơ hội dự bán kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.